Thưa quý vị và các bạn, Trung thu là Tết đoàn viên, là thời điểm để mọi người, mọi gia đình quây quần bên nhau dưới ánh trăng rằm. Một mùa Trung thu nữa lại về, như đã trở thành thông lệ, các tổ liên gia khu phố trên địa bàn thành phố Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động, chương trình vui Tết Trung thu, đêm hội trăng rằm đầy ý nghĩa, với mong muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các cháu thiếu nhi. Tại tổ dân phố Phú Mỹ 1, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tiếng trống vui hội trăng rằm cùng đoàn người đi diễu hành rước đèn ông sao đã làm cho không khí đón Trung thu ở đây hết sức sôi động. Chính các cụ ông cụ bà ở tổ dân phố đã hóa thân thành những nhân vật cổ tích trong đoàn diễu hành, khiến cho các cháu thiếu nhi càng trở nên thích thú. Và những dịp Trung thu này con cảm giác rất là vui. Và những đêm trăng rằm này con được phá cỗ vui đùa cùng bạn bè hàng xóm. Cứ vào dịp Trung thu là các cụ ở tổ dân phố Phú Mỹ 1 là sẽ hóa trang thành những nhân vật truyền thống. Ví dụ như chú Tẽo này, các nhân vật để làm vui cho các cháu. Để các cháu năm nào cũng nhớ được cái ngày Tết truyền thống, Tết Trung thu. Như đã thành thông lệ, hầu như các tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn thành phố Bắc Giang đều tổ chức chương trình vui Tết Trung thu với nhiều tiết mục chương trình đặc sắc. Mặc dù ở mỗi nơi có cách tổ chức khác nhau, nhưng đều chung một mục đích là tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích, động viên các cháu thiếu nhi chăm ngoan, học giỏi. Hàng năm bố mẹ con để cho con đi hội trăng rằm và con rất là vui vì được ăn bánh kẹo và cũng được gặp lại bạn. Không chỉ trở thành một sân chơi cho các cháu thiếu nhi, mà qua mỗi dịp Tết Trung thu, tình cảm làng xóm, những người dân trong cùng một khu phố lại càng trở nên gắn kết với nhau hơn. Qua những cái dịp như này cũng là những cái việc để gắn kết lại tình nghĩa hàng xóm, rồi các hộ xung quanh để có những cái mối đoàn kết hàng xóm láng giềng tốt hơn. Trung thu là Tết đoàn viên, mang niềm vui đến khắp mọi nơi, từ phố thị đến làng quê. Việc tổ chức các hoạt động đã giúp cho thiếu nhi hiểu hơn về giá trị văn hóa truyền thống, đưa các em đến với những ước mơ, góp phần hoàn thiện nhân cách, vun đắp ý thức giữ gìn bản sắc của dân tộc.